Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định công nhận Võ Việt Nam Việt Võ Đảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, nghệ thuật trình diễn dân gian, trí thức dân gian Võ Việt Nam Việt Võ Đảo thành phố Hồ Chí Minh chính thức được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quyết định cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trình diễn dân gian, trí thức dân gian Võ Việt Nam Việt Võ Đảo thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Việt võ đạo là môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938 tại Hà Nội. Sau này môn võ này được gọi là Võ Việt Nam, gồm hai phần, võ thuật Việt Nam, Việt võ thuật, và võ đạo Việt Nam, Việt võ đạo. Đến năm 1960, cố võ sư Lê Sáng tiếp nhận chức trưởng môn, tiếp tục sự nghiệp quảng bá, phát triển Võ Việt Nam. Ông cùng các võ sư tìm tòi, nghiên cứu để hệ thống lý thuyết, kỹ thuật và võ đạo ngày càng được hoàn thiện, qua đó xây dựng nền móng vững chắc cho môn võ Việt. Hội đồng võ sư trưởng quản môn phái Võ Việt Nam ra đời năm 2010 đánh dấu chặng đường mới của võ Việt. Cố võ sư chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã cùng các võ sư đưa Võ Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế khắp năm châu. Với hệ thống kỹ thuật mang tính dân tộc, khoa học, thực dụng, sáng tạo cùng với triết lý nhân sinh thượng võ và tấm lòng xả kỷ, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đã góp phần giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Võ Việt Nam đã có mặt ở hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hơn 2,5 triệu võ sinh tham gia luyện tập và tiếp tục phát triển. Võ Việt Nam Việt Võ Đạo là sản phẩm văn hóa đặc biệt của người Việt và càng phát triển sâu rộng ở cả trong nước và thế giới thì càng góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Việt Nam ra thế giới.